Ứng dụng của nam châm. Nam châm được chế tạo không mấy khó khăn và ít tốn kém, nhưng lại có vai trò quan trọng và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống cũng như trong kỹ thuật. Vậy nam châm có những ứng dụng nào trong thực tế? Một, la mã, loa điện. Một nhỏ, nguyên tắc hoạt động của loa điện. Loa điện hoạt động dựa vào tác dụng từ của nam châm lên ống dây có dòng điện chạy qua. A. Thí nghiệm. Mắc mạch điện theo hình 26.1. Quan sát và cho biết có hiện tượng gì xảy ra với ống dây trong các trường hợp sau. Thứ nhất, đóng công tắc K cho dòng điện chạy qua ống dây. Thứ hai, đóng công tắc K. Di chuyển con chạy của biến trở để tăng, giảm cường độ dòng điện qua ống dây. B. Kết luận. Thứ nhất, khi có dòng điện chạy qua, ống dây chuyển động. Thứ hai, khi cường độ dòng điện thay đổi, ống dây dịch chuyển dọc theo khe hở giữa hai cực của nam châm. 2. Cấu tạo của loa điện. Bộ phận chính của loa điện gồm một ống dây L, được đặt trong từ trường của một nam châm E. Một đầu của ống dây được gắn với màng loa M. Ống dây có thể dao động dọc theo khe nhỏ giữa hai từ cực của nam châm. Quan sát hình 26.2 để chỉ ra các bộ phận chính đó. Trong loa điện, khi dòng điện có cường độ thay đổi theo biên độ và tần số của âm thanh, được truyền từ micro qua bộ phận tăng âm đến ống dây thì ống dây dao động. Tương tự như thí nghiệm được mô tả trong hình 26.1, vì màng loa được gắn chặt với ống dây nên khi ống dây dao động, màng loa dao động theo và phát ra âm thanh đúng như âm thanh mà nó nhận được từ micro. Loa điện biến dao động điện thành âm thanh. Hai, la mã. Relé điện từ. Một nhỏ, cấu tạo và hoạt động của relé điện từ. Thứ nhất, relé điện từ là một thiết bị tự động đóng, ngắt mạch điện, bảo vệ và điều khiển sự làm việc của mạch điện. Thứ hai, hình 26.3 mô tả nguyên tắc cấu tạo của một relé điện từ. Bộ phận chủ yếu gồm một nam châm điện và một thanh sắt non. Tìm hiểu trên hình vẽ và chỉ ra các bộ phận đó. Câu hỏi 1. Tại sao khi đóng công tắc K để dòng điện chạy trong mạch điện 1, thì động cơ M ở mạch điện 2 làm việc? 2. Ví dụ về ứng dụng của relé điện từ. Chuông báo động. Hình 26.4 vẽ sơ đồ minh họa một hệ thống chuông báo động sử dụng nam châm. Bộ phận chính của hệ thống này gồm hai miếng kim loại của công tắc K. Một miếng được gắn khít vào khung và miếng kia gắn vào cánh cửa. Chuông điện C, nguồn điện B, relé điện từ có nam châm điện N và miếng sắt non S. Câu hỏi 2. Nghiên cứu sơ đồ hình 26.4 để nhận biết các bộ phận chính của hệ thống chuông báo động và cho biết. Thứ nhất, khi đóng cửa, chuông có kêu không, tại sao? Thứ hai, tại sao chuông lại kêu khi cửa bị hé mở? Ba, la mã, vận dụng. Câu hỏi 3. Trong bệnh viện, làm thế nào mà bác sĩ có thể lấy mặt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân khi không thể dùng banh hoặc kìm? Bác sĩ đó có thể sử dụng nam châm được không? Vì sao? Câu hỏi 4. Hình 26.5 mô tả cấu tạo của một rơ le dòng là loại rơ le mắc nối tiếp với thiết bị cần bảo vệ. Bình thường khi dòng điện qua động cơ điện ở mức cho phép, thì thanh sắt S bị lò xo L kéo sang phải, làm đóng các tiếp điểm 1, 2. Động cơ làm việc bình thường, giải thích vì sao khi dòng điện qua động cơ tăng quá mức cho phép, thì mạch điện tự động ngắt và động cơ ngừng làm việc. Qua bài học này các em cần nắm vững. Nam châm được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, như được dùng để chế tạo loa điện, rơ le điện từ, chuông báo động và nhiều thiết bị tự động khác. Có thể em chưa biết, người ta sử dụng từ trường để nâng các tàu điện chạy trên đệm từ. Tại Nhật và một số nước đã có những con tàu chạy theo nguyên tắc này. Khi tàu chạy, các nam châm điện cực mạnh nhấc nó lên khỏi đường ray, các bánh xe cách đường ray khoảng 15 mm. Nhờ thế, tàu điện chạy rất êm